Alo, chúng ta cùng quay trở lại với trận thi đấu đầu tiên của siêu đấu thứ 3. Và đây là màn hình máy của ông thủ Hồng Anh, em cầm Milan, còn No 1 cầm Catanian. Bên kia thì như là có một Sang và một Roman thì phải. Tôi vẫn chưa nhìn kịp nhưng mà tí nữa sẽ cập nhật sau, không vấn đề gì cả. Bài Kata của ông thủ No 1 có một bầy hiêu. Và sẽ đưa bầy hiêu này về thôi, bầy hiêu 5 con. Hồng Anh, Milan. Với cái bài như thế này thì Hồng Anh phải là người mà phải cố gắng và đánh cung A thôi thì mới có cửa thắng. Chứ nếu như đánh chém với cả Roman và Sang thì khó lắm. Thực sự là khó nếu như mà đánh chém đôi công với cả hai nhà cầm, một nhà Sang một nhà Milan. Đôi voi, bãi quả phụ luôn. Như vậy là Milan đủ đồ. Bây giờ thì Hồng Anh sẽ câu cho con voi này về nhà chính của mình. Bài Milan là khá khung. Vấn đề duy nhất của em là cái bãi vàng nó hơi xấu thôi. Mười bốn trên 16. Con voi thứ hai sẽ được Hồng Anh câu về ngay sau đây thôi. Một bầy hiêu ở dưới này, một bãi quả phụ đằng kia. Đồ ăn của em đã đủ không? Nhưng có một tên mà giật lag, không vấn đề gì cả, một người bị bung ra thôi. Cái bầy hiêu này thì có lẽ sẽ đóng một chữ S ở cái cánh bãi vàng và sau đó thì lùa nó về cạnh với bãi vàng mà ăn thôi. Hồng Anh sẽ làm cái điều đó, em sẽ có tay để làm điều đó thôi. Bởi vì những người đánh cung hay thì là thường là những người mà có tư duy bo nhà tốt, cũng như là những cái địa thế đóng nhà thì là mắc binh. Không, em quyết định là đóng một bãi gỗ và sẽ lùa nó về bãi gỗ, về ngay sau đây thôi. No 1, hiêu voi đã có ở nhà. 18 trên 20, đóng e cho em. Vâng, đóng e. Cơ cấu bo nhà ngay từ những chiếc e đầu tiên. Nào, chúng ta cùng chờ xem. Sẽ là một chiếc e ở đây. Một chiếc e là được gọi là đẹp dành cho game thủ No 1. Cái chính thời trong cái bài này là Milan nó phải có khó khung và đánh được cung A. Đánh cung A và khung nhà thì mới có thể chơi được. Chắc chắn là vì khả năng đánh cung của Hồng Anh thì hơn Tôm rất nhiều rồi. Khi mà Tôm cầm Milan thì hầu như là có những trận Milan của Tôm nó không được quá đẹp và cũng như là không thể cân bản đồ. Nhưng Hồng Anh cũng như là Hồng Anh thì tôi nghĩ là em sẽ làm được điều đó. Khi mà với khả năng đánh cung hay của mình thì dù có làm Milan đi nữa thì vẫn sẽ cơ cấu nhà tốt thôi. 7 phút 52 giây, kích đời thành công. Hy vọng là sẽ đóng được cái gờ ở trên đấy. Đóng được, vâng, rất tốt. May mà đóng được cái gờ ở đây. Bầy hiêu hơi xấu ở dưới này nhưng vẫn phải ăn. Phải ăn để có thể đủ đồ lên đời. Hồng Anh thì sao? 26 dân rồi. Nhà ra rất khá khung dành cho em. Em bò những cái hàng BE và BB và thực sự là dị. Ăn tranh với cả Tôm. Đây là Roman. Tôm cầm Roman. Một điều duy nhất mà Tôm thiếu, mà game thủ Hồng Anh thiếu, đó là bãi vàng thôi. Bãi vàng thì ở ngoài. Đó là chính là cái điểm yếu của em. Và nếu vào bài này thì có lẽ là Hồng No 1 sẽ là người mà phải ăn vàng hộ game thủ Hồng Anh. No 1 sẽ phải tăng thêm một ít dân nữa lên để có thể ăn được cái bãi vàng. Thêm vàng để có thể cho vàng Hồng Anh nữa. Những phút đầu tiên thì Hồng Anh sẽ không thể ăn vàng ngoài được. Như vậy là Roman đã đóng được nhà BL. Hơi rút dân về thôi em ơi. Rút dân về. Kích đời. Bài khỏe. 1 phút 38 giây. Lên đời xong thì luôn lên được luôn cái chặt gỗ của mình. Bò vào nào. Cơ cấu bò nhà thật nhanh vào. Ngựa giò của Tôm sẽ đẩy ngay đi thôi. Vẫn hở. Vâng, để ngựa giò lọt vào rồi. Nhưng ngựa giò của Tôm thì lúc này vẫn chưa có công giáp đầy đủ đâu. Cần phải bò lại đi. Một pha bắt ngựa giò. Vâng, rất tốt. Con ngựa giò này sẽ không làm được gì nhiều nữa đâu. Vâng,
Vẫn phải một cái e nữa mới kín được. Chúng ta cùng xem nó một đã làm được gì nhà của game thủ Anh đi chưa. Như vậy là quyết định là chọc chéo, chọc chéo để cho Hồng Anh khỏe, bỏ qua nhà của game thủ Gunny. Bởi vì nó muốn biết rằng là nếu mà Makata kích đầu 10 như này thì gặp Gunny sẽ không thể làm được gì nhiều. Gunny chủ yếu là chém để giảm áp lực cho game thủ Hồng Anh thôi. Bỏ vào, bơm đồ cho Mewan của Hồng Anh. Nào, bắt đầu quay những cái nhà BA. Em đang vẽ những cái nhà BA và BE chéo nhà của mình. Chắc chắn là khi mà lên đời xong thì Gunny sẽ đẩy ngay cái tên quân đầu tiên của mình sang đây. Thế nên là cần phải lên bánh xe trước để tránh phít. Tư duy bao nhà của game thủ Hồng Anh là rất tốt. Có cả cung tê của game thủ Roman. Roman đang chơi một bài mà công thập cẩm đây. Liệu có 2T luôn. Rất căng. Vâng, không chết được con cung tê. Có quẩy, quẩy chết con cung tê thôi. Nhưng mà có chém như này thì quẩy cũng không ăn thua rồi. Hai cung tê bắn lại rất đau. Vâng, vẫn là cái bài công cũ của game thủ của Tôm thôi. Không ổn. Thôi hỏng rồi. Nhưng mà có lạc đà của game thủ No 1 ở đây cứu. Vẫn thủ ngon. Rất may là No 1 đã tạt cánh một tên để cứu nhà cho Hồng Anh. Có cung A một áo. Nhưng cung G của Gunny đã đến rồi. Khó và nó một reset luôn. Tỷ số là 1-0 trong trận đấu đầu tiên dành cho thứ ba dành cho game thủ Tom và Gunny.